Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người các trục khuấy của hãng Tonsen á. Thì hãng Tonsen này nó có sản xuất ra cái trục khuấy để dành cho chúng ta gắn vào các máy khoan đó. Thì trục khuấy nó có hai loại, một loại là dùng cho máy khoan đầu gài. Đây là đầu gài đây. Để tôi gỡ ra xem ha. Đó. Đây là trục khuấy dành cho máy khoan đầu gài. Thì cái trục khuấy này nó có cái kích thước chiều cao là 40, chiều cao là 4, chiều cao của con này là 40 đó nha. Đây nè, chiều cao 40, cái đường kính trục là 80 mm ha. Đường kính trục là 80 mm, còn cái trục này là 10 mm nè, 80 nhân 10 ha, trục này là 10 mm. Thiết kế này cái đầu gài này để dành và bắt vô những cái máy khoan có tiếng đầu gài đó. À, thì cái trục khuấy này có giá là 55 ngàn. Kế tiếp đây là trục khuấy cũng của Tonsen luôn, mà thiết kế là để gắn vô cái đầu máy khoan loại ba chấu đó. Đây cái khoan đó là loại ba chấu. Thì cái trục khuấy này nó có thông số là cũng là 40 80 nhân 8. Đấy, này là 8 ly nè, cái thanh này là 8 ly nè, còn cái trục khuấy của cái đường kính này là 80 ha, 80 mm, chiều cao là 4 tấc. Đó, thì cái chục khuấy này có giá là 40 ngàn. Hai chục khuấy này có giá là 40 ngàn, nó sử dụng với đồ là đầu gắn bộ khoan ba chấu á. Thì kế bên cũng là cái chục khuấy dành cho máy khoan nhưng mà nó dài hơn, cái này tới 6 tấc luôn. Cái chục khuấy này theo thông số của nó đây là nó tới 6 tấc nè, đường kính cánh là 100. Đường kính cánh dưới là 1 tấc. Cái thân này là 10. Cái thân này là 10 10 mm. Đó. Đây là thông số này. 60 nhân 100 nhân 10. Con sen này có giá là 70 ngàn. Này gắn máy khoan hết nha. Cái bên cũng vậy. Đây là cũng của Tonsen, cũng thông số giống vậy là 6 tấc. 600 á. Chiều cao 600, đường kính tấc là 100 mm và đường kính trục là vẫn là 10, và đầu này là thiết kế đầu gài ha. Đây thiết kế này đầu gài đó, đầu gài thì chúng ta thường thường nhét vô các máy khoan, các máy chức năng rồi đó, vừa đục vừa khoan rồi đó, thì nó thiết kế là đầu đầu gài ha. Thì cái trục khoáy này rất là tiện, thì chúng ta khuấy bột đánh bột vậy đó, người ta cứ mua trục khoáy này chúng ta gắn vô thôi. Rồi ha, mọi người có nhu cầu liên hệ mua hàng hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại bên trên màn hình ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.